Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành trên bản tin tuần ở trên kênh chứng khoán chiến binh trên tử con sóng, cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Thì một tuần chúng ta sẽ có một bản tin phân tích bộ ba tham số chung của thị trường cùng với một số các danh mục khá là cơ bản sẽ được up lên trên kênh chứng khoán chiến binh trên tử con sóng. Và hàng ngày chúng ta có một bản tin phân tích bộ ba tham số chung của thị trường gồm chỉ số vn index, chỉ số vn30 và chỉ số phái sinh dự báo uh, cho cái xu hướng kỹ thuật của phiên kế tiếp thì như vậy hàng ngày chúng ta sẽ có thêm một cái bản tin phụ khoảng tầm 10 phút để chúng ta uh, phân tích thêm uh, trên những cái quan điểm phân tích ở trên bản tin tuần rồi thì hàng ngày chúng ta sẽ uh, kiểm định xem chúng ta sẽ xem lại xem là những cái nội dung mà chúng ta phân tích đó thì nó có sát hay không và chúng ta cần có phải điều chỉnh uh, cái kịch bản như thế nào không bởi vì như chúng ta biết rồi thị trường thì nó luôn luôn biến động luôn luôn biến động uh, các mã cổ phiếu cũng như vậy thì chúng ta sẽ cần thêm À, những cái sự phân tích hàng ngày để chúng ta cập nhật thêm xu hướng. thì uh, nội dung của bản tin tuần thì chúng ta vẫn như vậy thôi. Uh, tuần từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 4 chúng ta sẽ đi phân tích uh, view lại bộ ba tham số sung thị trường ở trong tuần vừa qua. phần thứ hai thì cũng sẽ phân tích một số các danh mục cổ phiếu rất cơ bản tiềm năng gồm mã cổ phiếu trụ, uh, nhóm cổ phiếu ngành bất động sản khu công nghiệp, nhóm thép, nhóm ngành đầu tư công, uh, bất động sản dân cư và nhóm ngành chứng khoán và phần kết của bản tin thì cũng sẽ uh, có thể cập nhật lại thêm một số các cái nội dung uh, quan trọng để các anh chị em chúng ta uh, chú ý uh, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm uh, lưu ý tất cả những cái nội dung phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân cùng Lê vì vậy nhà đầu tư uh, sẽ cân nhắc trước khi xem và trước khi áp dụng với một quan điểm là gì chúng ta có rất nhiều các cái nguồn thông tin tham khảo trên mạng đặc biệt là trên kênh YouTube đặc biệt là trên một số các cái mạng xã hội khác đó chúng ta có rất nhiều rất nhiều các anh chị và chúng ta có thể gõ một cái thì chúng ta tìm hiểu được rất nhiều thông tin và mong rằng uh, tất cả những thông tin mà các anh chị thu thập được thì chúng ta sẽ tổng hợp lại uh, trở thành một cái quyết định của chúng ta trong quá trình mà chúng ta đầu tư và tuần vừa qua là một tuần mà thị trường của chúng ta có những diễn biến hết sức khó khăn một phần thì uh, nó có nó liên quan đến cái câu chuyện về uh, chiến tranh đó và một phần rất quan trọng, đó là nó liên quan đến các cái thông tin ở trong nước của chúng ta và những cái thông tin đó thì nó đã tác động rất xấu lên phiên giao dịch của ngày thứ hai và kể từ đó thì chúng ta có bốn phiên giao dịch ở trong tuần vừa qua, một phiên chúng ta nghỉ lễ và cả bốn phiên đó thì nhìn chung là cái xu hướng chủ đạo thị trường là xu hướng sọc, à, hết sức là khó khăn các chị và cái thông tin này và cái 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 sự vận hành của thị trường này nó sẽ quay trở lại bình thường sau khi mà chúng ta uh, có những cái thông tin chính thức ở trên mặt báo thì uh, hiện tại thì bây giờ đến kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta cũng không có động động tĩnh gì vậy thì chúng ta sẽ chờ thêm xem là, là uh, có những cái thông tin đính chính hay là vân 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 để chúng ta uh, xem thử cái diễn biến uh, nó như thế nào bởi vì đó là một trong những yếu tố mà chúng ta sẽ không thể uh, phân tích được vì sao bởi vì khi thị trường đi theo tin tức thì nó sẽ cứ đi và nó đi cho đến khi nào cái tin tức đó nó bão hòa và nó hấp thụ hết thì khi đó thì chúng ta mới quay trở lại phân tích kỹ thuật. Còn trong giai đoạn vừa qua và trong tuần vừa qua thì anh chị thấy là phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật thì về cơ bản là chúng ta đều thất bại đúng không ạ? <laughs> chỉ số VN-Index tuần từ phiên giao dịch ngày 15 đến ngày 19 tháng 4 thì chúng ta thấy rằng là trong phiên giao dịch ngày thứ hai, chỉ số VN-Index của chúng ta đã có sự vận động khá là tích cực. Khi ở những cây nến giờ đầu phiên, chỉ số này đã có lực tăng và tăng lên được trên vùng 1280 điểm. Tuy nhiên sau đó thì chúng ta thấy rằng là bốn cây nến, ba cây nến giờ tiếp theo thì như vậy là chỉ số VN-Index của chúng ta bám biên ở quanh vùng 1270. Và trong phiên chiều, khoảng tầm cây nến giờ từ 14 giờ thì những cái thông tin uh, thiếu tích cực đã được lan truyền và dẫn đến là chỉ số VN Index của chúng ta có một phiên giảm điểm rất mạnh các anh chị giảm điểm rất mạnh uh, gần 60 điểm các anh chị gần 60 điểm trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và đó là một phiên giảm điểm cực kỳ mạnh và sau cái phiên giảm điểm cực kỳ mạnh đó thì cũng đã có phân tích cho các anh chị ý đồ về cách tạo lập của chỉ số VN Index các anh chị cứ xem lại đi đó, trên trạc kỹ thuật ngày chúng ta có cần phải có hai cây nến hai cây nến búa Đúng không ạ? Với lực test nến dưới dài và lực rút chân lên, chỉ số VN-Index chúng ta phải vượt lại trên vùng, các anh chị lưu ý, phải vượt lại trên vùng 1222 điểm. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là trong cả tuần từ phiên giao dịch ngày 16, ngày 17 và ngày 19 thì chúng ta không có một cây nến nào của chỉ số VN-Index rút chân lên được trên vùng 1220 điểm ở đây các anh chị nhá chính vậy nên là cái xu hướng nó gọi là xu hướng test đáy của thị trường nó bị thất bại các chị xu hướng thị trường test đáy bị thất bại và trong cái quá trình đó thì như vậy là chúng ta đã có những cái sự phân tích hàng ngày đúng không hàng, hàng ngày ví dụ chỉ số vn index test về vùng một này thì sẽ hồi lên này và sau đó ví dụ bắt đầu vào phiên giao dịch ngày 19 chín đúng không ạ thì chúng ta sẽ dự báo tiếp là gì chỉ số vn index sẽ quay trở lại vùng một và cái nến giờ đầu tiên của phiên giao dịch ngày 19 <laughs> thì chúng ta thấy rằng là khi mà nó 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 test về vùng mùa 90 đây thì nó bị thất bại và nó phải lùi lại đến cái vùng mùa 175 75 đến vùng tám 80 rút chân lên. Tuy nhiên chúng ta lại nhìn tiếp là tiếp tục các cây nến giờ liền sau đó thì như vậy là vùng mùa 175 75 cũng đã bị thất bại và điểm test sâu nhất ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay đạt ở ngưỡng 100 1166 điểm trước khi có một lực phục hồi nhẹ ở đây. Tuy nhiên cây nến giờ kết thúc phiên thì lại là một cây nến giờ hơi vô duyên. Khi cây nến giờ từ 13 giờ đến 14 giờ rút chân khá là tốt và thậm chí có thời điểm chỉ số VN Index của chúng ta đã chạm lại đến vùng 1190 và kết thúc phiên thì nó lại lùi lại 1174 và đóng phiên thì đâu đó chỉ số VN Index của chúng ta cũng mất 17 điểm. Không có sự phục hồi và với cái cách vận hành ở trong ngắn hạn của thị trường như vậy á thì trong một góc độ lạc quan và tích cực thì có thể là chúng ta sẽ có cây nến giờ đầu phiên thứ hai tuần tới nó sẽ có một cáp tăng nhẹ nhẹ đây đó và sau đó thì gì sau đó thì chắc chắn rồi chỉ số vn index của chúng ta sẽ tiếp tục kiểm định ở vùng 1 năm điểm điểm sâu hơn đó là vùng 1166 chúng ta sẽ test lại cái điểm bút nến ở trong phiên giao dịch của ngày hôm nay và trong trường hợp xấu hơn thì như vậy là chỉ số VN Index chúng ta sẽ lùi lại quanh vùng 1145 đến vùng 1150 và khả năng khi chỉ số VN Index chúng ta lùi lại ở vùng này các anh chị thì lực bắt đáy của toàn thị trường mới bắt đầu có thực sự nó có sự quyết liệt ở đây. Và chúng ta kỳ vọng ở mốc 1145, 1150 thì đoàn chúng ta sẽ có những cái tín hiệu lạc quan tích cực hơn. Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30. Ở đây các anh chị, đây thì bản chất là trong phiên giao dịch của ngày thứ hai những cây nến giờ đầu phiên đến <laughs> <laughs> giờ đầu phiên thì chỉ số vn30 chúng ta cũng đã có cái lực phục hồi tích cực lên trên ở vùng 1.285 điểm đây ở à, tuy nhiên những cây nến giờ liền sau đó thì chúng ta bắt đầu có cái lực suy yếu dần và đặc biệt là cây nến giờ từ 13 giờ đến 14 giờ chỉ số vn30 chúng ta bị gãy mất cái cây xu hướng ngắn ở đây và lực sọt rất là mạnh và qua những cái lực sò đó và các cái phiên giao dịch hàng ngày thì hùng đã có phân tích khá là kỹ và chúng ta sẽ nói qua đối với phiên giao dịch của ngày 19 thì dự báo là gì chỉ số vn30 của chúng ta cũng sẽ có một cái uh, lực tăng nhẹ lực tăng nhẹ khi bước vào phiên giao dịch ngày 19 và sau đó nó sẽ test lại ở vùng 1.200 điểm điểm sâu hơn sẽ là vùng 1.190 và các anh chị nhìn thấy là có những cái thời điểm mà chỉ số vn30 chúng ta bị mất qua ở vùng 1.190 có sự phục hồi tuy nhiên là cây nến giờ kết thúc phiên thì chỉ số VN30 chúng ta chỉ chạm lại được ở vùng 1210 thôi Và nó không bật qua được và kết thúc thì chỉ số VN30 chúng ta cũng có một cái mức giảm rất mạnh Như vậy thì trong góc độ lạc quan và tích cực thì có thể là gì? Chỉ số VN30 của chúng ta sẽ được đẩy lên ở trên vùng 1200 đến vùng 1203 điểm ở đây Sau đó thì nó sẽ tiếp tục quay test trở lại vùng mươi điểm sâu hơn của chỉ số VN30 khả năng ở trong tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 1175 điểm đến vùng 1180. Tại đây thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá thêm cái khả năng là tích lũy tạo nên của chỉ số này. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang chỉ số VN30F1M ở trên chạc kỹ thuật m năm. Thì rõ ràng một điều là bước vào phiên giao dịch ngày 15 thì chỉ số phá sinh của chúng ta cũng đã có những cái điểm khá là tích cực ngay từ đầu phiên đó ở đánh lên ở trên vùng 1280 tuy nhiên là chúng ta cũng nhìn thấy ở đây là chúng ta có một cái kênh xu hướng nhỏ của chỉ số phá sinh và khoảng sau 14 giờ thì chỉ số phá sinh của chúng ta đã bị sọt rất là mạnh anh chị trong phiên giao dịch ngày thứ hai nó phản ứng theo tin tức và sau đó thì hùng cũng đã có phân tích một số uh, các cái điểm chỉnh cung cũng như các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở trong uh, các cái phiên giao dịch hàng ngày thì ở đây chúng ta bước vào phiên giao dịch ngày 19 đó thì cũng có dự báo là gì trong trường hợp lạc quan thì nó sẽ đẩy gặp tăng lên nhẹ và sau đó nó sẽ test vùng 1210 à, Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là vào phiên thì thị trường của chúng ta mở gáp giảm luôn và nó test về ở vùng 1.200 điểm ở đây và cụ thể là biên 1195 đến vùng 1.200 điểm sau đó thì nó có cái sự phục hồi nhẹ lên vùng 1210 Tuy nhiên kết thúc phiên thì như vậy là chỉ phá sinh của chúng ta lại lùi lại ở vùng 1191.7 có lực trọc ở cuối phiên và nó không giữ được cái mức cao nhất và với động thái này trong trường hợp lạc quan tích cực thì phá sinh sẽ kéo lại ở khoảng quanh vùng 1.200 điểm. Và xu hướng à, xu hướng khả năng ở tuần tới thì nó sẽ có cái điểm cân bằng dự kiến ở khoảng quanh vùng 1.75 đến vùng 1.80. Khả năng là phá sinh sẽ test đẩy về đây và trong trường hợp nếu tích lũy thành công thì như vậy là ok chúng ta sẽ có một lực phục hồi ngắn. Còn trong trường hợp nếu à, trường hợp thị trường và chỉ số phá sinh của chúng ta bị thất bại ở vùng 1.75 các anh chị nhé. Trong trường hợp Tết 175 thì như vậy là nó có thể lùi lại ở các vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn. Thì uh, trong phiên hoặc là uh, cập nhật cuối phiên thì Hùng sẽ tiếp tục phân tích thêm xu hướng khi mà uh, chỉ số phá hình của chúng ta tiệm cận đến vùng 175 đến vùng 180 để chúng ta xem thử khả năng tích lũy, uh, chỉnh cung, chỉnh nền của chỉ số này tại vùng hỗ trợ kỹ thuật. Bây giờ thì Hùng uh, muốn các anh chị em uh, chúng ta sẽ nhìn qua một cái mô hình. Uh, cái này thì cũng đã có phân tích ở trên các bản tin rồi và Uhm, chúng ta nhìn thấy cái con sóng tăng con sóng tăng của thị trường từ tháng 4 năm 2021 cho đến khoảng tháng 4 của năm 2023 thì trên cái đường áp này thì chúng ta thấy rằng là đây là trạc kỹ thuật tuần của chỉ số VN Index thì chúng ta thấy rằng là thị trường của chúng ta có 1, 2, 3 cú ngã và những cái cú ngã này thì ở uh, basic của nó nhịp này 125,8 điểm nhịp này là âm 202,52 điểm và nhịp này là âm 196 điểm Trước khi mà thị trường đạt đỉnh và phân phối hoàn toàn. Và các anh chị để ý thấy là các cái cây nến đặc trưng của tuần thường sẽ có từ 2 đến khoảng 3 tuần. 2 đến khoảng 3 tuần thị trường chỉnh cung. Đấy, ví dụ chỗ này là nó có 3 tuần các anh chị nhé. Chỗ này nó cũng có 3 tuần. Đấy, tuần này là rút chân lên. Còn chỗ này thì nhiều hơn. Chỗ này thì di xác nhiều hơn. Nhưng ít nhất nó phải có từ 2 đến 3 tuần thị trường chỉnh cung. Các anh chị nhé, lưu ý nhé. Và basic từ... 125 cho đến mắc là khoảng quanh 203 điểm trong một nhịp chỉnh cung. Và sau những nhịp rũ này thì thị trường nó đi lên rất là điên loạn. Các anh chị, thị trường nó đi lên rất là điên loạn. Vậy thì bây giờ trong thời điểm hiện tại, các anh chị nhìn thấy chân sóng được tạo thành trong năm 2022 22 tại vùng 873,78 điểm ở đây. Và chúng ta đã chứng kiến một cái cú sập thứ nhất của thị trường. Các anh chị đây, Basic của cái này là đạt 100 âm 194 điểm, âm 194 điểm. Đó, vậy thì bây giờ đến thời điểm hiện tại thì các anh chị biết là cái điểm max của chỉ số VN Index chúng ta đạt được là vùng 1294 điểm. Và chúng ta sẽ lấy basic từ âm 195 đến khoảng âm 203 điểm. Cho nhịp chỉnh cung này thì chỉ số VN Index của chúng ta sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 1090 đến vùng 1100. Các anh chị lưu ý. Vậy thì khi chỉnh về đến đây, chính là cái điểm vùng vẽ ngang ở đây, thì nó sẽ phù hợp với những cái gì? Thứ nhất là nó phù hợp với kênh xu hướng. Đây là mút nến của kênh xu hướng. Ở đây nó cũng chạm mút nến của kênh xu hướng rồi nó hồi tăng. Và như vậy ở đây cũng có khả năng nó chạm vào mút nến, à, cái mút nến của 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 nhịp chỉnh này. Nó sẽ chạm kênh xu hướng trước khi phục hồi tăng. Thì các anh chị lưu ý đó là vùng 1090 đến vùng 1100 nói như vậy để chúng ta hiểu rằng à như vậy phía trước của thị trường của chúng ta vẫn còn các cái nhịp sung lắc khó khăn thế còn trong tuần tới trong tuần tới thì nó có một cái điểm là vùng 1250 các anh chị ở vùng 1250 thế thì cái vùng 1250 này nó có một cái vai trò như thế nào thì đây cũng là một cái vai trò một cái điểm hỗ trợ về mặt tâm lý và các anh chị nhìn thấy trong cái quá trình đây là chạc kỹ thuật ngày trong quá trình đi lên của chỉ số VN Index đây thì cái mô hình tam giác thì chắc chắn nó thất bại rồi khi chỉ số VN chúng ta phá vỡ ở vùng một hai bốn bảy là thất bại rồi thế thì uh, chúng ta đang có một tuần mà chỉ số vn vnindex chúng ta rơi rất là mạnh ở đây vậy thì tuần tới chúng ta sẽ có một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó là vùng một một bốn năm đến vùng một một năm mươi và khả năng khi chạm cái điểm hỗ trợ kỹ thuật này thì uh, dân tình sẽ uh, nhà vào để bắt đáy khả năng sẽ, đây sẽ có một điểm bắt đáy và À, trong trường hợp thuận thì nó sẽ có một nhịp phục hồi tê cộng ở đây đó phục hồi tê cộng xong rồi thì khả năng thị trường sẽ tiếp tục rũ một nhịp thứ hai để nó đi nó đi đủ được cái à, target ở trong cái nhịp giảm này là khoảng âm hai trăm điểm tức là chỉ số vn index của chúng ta sẽ có thiên hướng tạo đáy à, tích lũy để hình thành một kênh kênh sóng mới gọi là kênh sóng điểm tăng trung hạn tiếp theo đó thì À, như vậy trước mắt của chúng ta chúng ta sẽ chú ý hai cái trạm dừng chân này để à, chúng ta lưu ý trong cái quá trình mà chúng ta thu gom cổ phiếu rồi chúng ta cầm nắm các vị thế cổ phiếu và chúng ta bán ra cổ phiếu thì à, đó là một vài các cái góc view từ trạc kỹ thuật giờ sau đó thì chúng ta à, view ở trên khung trạc kỹ thuật tuần và chúng ta view ở trên khung trạc kỹ thuật ngày đó thì à, mỗi một cái khung trạc kỹ thuật khác nhau thì chúng ta sẽ có một cách điểm nhìn khác nhau nhưng đặc biệt là ông view cho các anh chị em ở trên À, cái khung của khung của chart cái thuật tuần để uh, chúng ta nắm được à như vậy thì thị trường phía phía trước mắt của chúng ta ít nhất là chúng ta phải có ba tuần chỉnh giảm. Đó, ví dụ như vậy. Và thứ hai các cái target kỹ thuật có thể đạt đến đó là nó sẽ phải đạt đến khoảng quanh uh, 194 cho đến khoảng tầm 203 điểm, Nôm na linh 205 điểm. Đó, vậy thì uh, chúng ta nắm được như vậy để chúng ta sẵn sàng à, các cái kịch bản chúng ta ứng phó các anh chị nhá. Nội dung tiếp theo thì chúng ta sẽ đi uh, phân tích uh, các cái danh mục khá là cơ bản thì các anh chị nắm được một cái cái mẫu chốt này này để chúng ta nói ở trong bản tin tuần để chúng ta dễ này. Đó là tất cả các mã cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày thứ hai và cây nến giờ từ 14 giờ đến 15 giờ là cây nến phá hết tất cả các kỹ thuật của nó đang hình thành của tuần giao dịch từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 4. Thì chúng ta nắm được cái nội dung như vậy rồi á thì khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ nhìn rõ được cái bản chất vấn đề là cây nến giờ của 14 giờ 13 14 giờ đến 15 giờ của của phiên giao dịch ngày thứ hai gần như là nó phá vỡ hết tất cả các tính kỹ thuật và tất cả các mã cổ phiếu nó đều đi theo cái trend chung của thị trường. mở về đúp cơ thì chúng ta thấy rằng ở đây đó, dự chỉnh về vùng 51 và cây nến giờ đây các anh chị nó phá vỡ ở cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 51 và hiện tại thì MWG đang rơi về khoảng quanh vùng 47.5 đến vùng 18 Khả năng đây sẽ là có một cái điểm cân bằng Đây ở đây là MWG bắt đầu có cái sự phục hồi lên và xọc lại Như vậy tuần tới ở vùng 47.5 đến khoảng vùng 48 Cổ phiếu Mansan chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 70.71 và nó phá ở đây Thì như vậy là Mansan sẽ lùi lại cái điểm hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo ở vùng 64.5 đến khoảng quanh vùng 66 dự báo tuần tới thì cổ phiếu này sẽ tiếp tục test cung tích lũy ở vùng này Vinamilk thì nhìn chung ở trong thời gian vừa qua nó cũng không quá có quá nhiều các động lực và trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó mất vùng 66 hiện tại thì nó chạm nhịp 1 ở 63 có phục hồi lên và phiên ngày hôm nay thì tiếp tục có điểm quanh 63 và phục hồi lên ở vùng 64.2 dự báo thì nó sẽ kéo lên khoảng quanh 165 và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục có một cái nhịp test kỹ thuật ở đây và cái điểm quan trọng nhất đó là gì hình thành được một cái kênh xu hướng đó cái điểm bản chất nó phải hình thành được kênh xu hướng ở đây và nó test lại cái kênh xu hướng này thành công thì như vậy chúng ta sẽ phân tích tiếp G ở trong tuần thì G cũng bị đây G công cản 63 và đồng thời G bị mất vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó là vùng 62 và cái điểm hỗ trợ kỹ thuật này bị mất thì nó sẽ rơi điểm tiếp theo nó sẽ rơi về vùng 59.5, 59.5 bị mất thì nó sẽ rơi về vùng 58 và hiện tại ở đây thì chúng ta thấy rằng trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì G đang có những cái điểm mà gọi là um, test qua ở vùng 58 như vậy áp lực của tuần tới nó sẽ đẩy lại ở khoảng quanh vùng 57.5 đến vùng 58 test tích lũy thành công ở điểm này thì như vậy là chúng ta sẽ dự báo phù hợp, xu hướng phục hồi của G còn trong trường hợp thất bại ở vùng 57.5 thì uh, sẽ phải lùi lại ở khoảng quanh vùng 56 đến khoảng vùng 56.5 Cổ phiếu BVH trong tuần bị mất vùng hỗ trợ kỹ thuật khá quan trọng ở vùng 41.2. Đấy, cây đến giờ từ 14 giờ đến 15 giờ đấy các anh chị. Tất cả các mã cổ phiếu nó đều bị phá. Và khi điểm này nó bị thất bại rồi thì chúng ta sẽ có những điểm hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo Hiện tại ở đây là vùng đang view ở vùng 38 đến khoảng vùng 38.3 Ở đây thì BVH bắt đầu có cái sự chậm đà rơi và bắt đầu có những cái nhịp long lên sọt xuống ở đây, như vậy tuần tới vùng 38, 38.3 chúng ta sẽ tiếp tục phân tích VIX ở trong tuần thì cái tuần trước thì nó đang vận hành khá là tốt Tuy nhiên là đây các anh chị tuần trước nó đang vận hành khá là tốt, nó tích ở vùng 48 48.3 khá là đẹp. <laughs> Tuy nhiên là đến phiên giao dịch ngày thứ hai thì vùng 48 bị mất. Vùng 48 bị mất thì nó rơi về vùng 45 và tại vùng 45 này nó bắt đầu có cái sự dích chắc. Tuy nhiên vùng 45 ở thời điểm hiện tại thì như vậy là đến phiên ngày hôm nay thì VIX cũng đã không giữ được nên nó sẽ lùi về khoảng quanh vùng 43.5 đến vùng 44 điểm sâu so hơn sẽ là vùng 42 đến vùng 42.5 tại vùng hỗ trợ kỹ thuật này thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục để chúng ta phân tích vinhome ở trong tuần đây nó test vùng 44 thất bại thì nó sẽ về vùng 42.3 và vùng 42.3 thất bại thì nó sẽ đi tiếp về vùng 40.5 đến vùng 41 và hiện tại ở đây thì vinhome đang có hai cây nến phục hồi khá là tích cực à, với đa phục hồi này thì như vậy tuần tới có thể vinhome sẽ tiếp tục kéo lên khoảng quanh vùng 42 đến khoảng vùng 42.3, 42.5. Tại đây thì khả năng là cổ phiếu Vinhome sẽ có cái sự rung lắc và nó sẽ quay trở về test một nhịp và tại nhịp test cũng đó thì chúng ta cũng sẽ phân tích các cái nhịp chỉnh tiếp theo. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thì trong tuần vừa qua nhìn chung thì cây nến giờ từ 14 đến 15 giờ thì tất cả các mã cổ phiếu đều bị phá vỡ. KBC thất bại ở vùng 33 thì nó sẽ lùi lại vùng 27.8 đến khoảng vùng 28. .8. 28.2 trong phiên giao dịch ngày hôm nay có long có thọc tuy nhiên cây nến kết thúc phiên thì nó lại hơi xấu Do đó tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, Tiếp tục phân tích và xem cái mức độ tích lũy của cổ phiếu KBC ở khoảng quanh vùng 28 27.8 đến khoảng quanh vùng 28 trong trường hợp tích cực thì tại đây nó tích lũy thành công và nó Bứt phá để nó phục hồi Còn trong trường hợp nó thất bại ở vùng 27.8 thì ông sẽ tiếp tục phải phân tích các cái điểm hỗ trợ sâu hơn cổ phiếu ITA cũng đây ITA trong tuần bị mất ở vùng 5.6 và vùng 5.6 bị mất thì xu hướng tiếp theo nó sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 4.6 đến 4.7 ở đây nó có một cái điểm phục hồi tuy nhiên theo hùng thì điểm phục hồi này nó cũng chưa thực sự là thuyết phục nên tuần tới 46 47 cổ phiếu SZC lực đi của tuần cũ khá là tốt và như vậy thì có thời điểm là cổ phiếu này cũng đã bứt được qua vùng 41.5 Tuy các chị nhìn thấy cái nến giờ đóng phiên của ngày thứ hai thì nó quá là xấu và nó lùi lại vùng 37.38 này, nó kéo lên. Và hiện tại ở đây ấy, hiện tại ở đây thì như vậy là SSC cũng đang có hồi khá là tích cực so với nhiều ở uh, các cái mã cổ phiếu các cái ngành khác. Như vậy trong tuần tới dự báo ở vùng 38.7 38.7 có thể quay trở lại chỉnh cung test nền ở đây một nhịp uh, thuận thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục kéo về ở khoảng quanh vùng 41.5 đến khoảng 2 C, C. À, đấy cái sự vận động khá là tốt ở trong tuần cũ Tuy nhiên đến tuần này thì nó uh, test điểm 7 5 điểm 2 vùng 56 7 đến vùng 57 bị thất bại đây và khi vùng 56 cho bị thất bại thì như vậy chắc chắn nó sẽ chỉnh và hiện tại thì nó đang chỉnh về vùng 52 ở đây đang có nhịp kéo lên sọt xuống kéo xuống và áp lực nó sẽ tiếp tục đẩy lên ở khoảng quanh vùng 51.5 đến khoảng vùng 52 Thế thì thành công thì nó sẽ nhịp đảo long ở đây còn trong trường hợp Cổ phiếu này bị mất ở vùng 5100 thì khả năng nhịp tiếp nó sẽ đẩy về ở khoảng quanh vùng hỗ trợ kỹ thuật 50. Cổ phiếu VGC cũng bị mất hỗ trợ. Đây, 2 tuần vừa qua khá tốt khi nó ở xây được cái biên 55 năm đến khoảng vùng 56 và cây nến giờ ở đây các anh chị bị thất bại. Và vùng hỗ trợ 55.5 thất bại thì nó sẽ đi về vùng 49.5 đến khoảng quanh vùng 50 và ở đây thì nó đang có cây nến long và đặc biệt là cây nến giờ cây thuốc phiên thì nó xấu quá cái gì nó xấu quá nên là vùng 49.5 đến vùng 50 tiếp tục kiểm định trong trường hợp nếu ở cổ phiếu này thất bại vùng 49.5 thì chúng ta phải tính toán đến ở vùng 46.5 đến khoảng quanh vùng 47 tiếp ở trong cũng mất vùng 24.5 khi vùng này bị mất thì nó sẽ vùng 23 23 bị mất thì và cái xu hướng tiếp theo cổ phiếu này nó sẽ đánh về quanh vùng 21 đến vùng 21.5 năm. À, tại phiên hỗ trợ cái này thì khi đó chúng ta sẽ tiếp phân tích về cách vận hành của cổ phiếu à, ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là ừ, à, cái tín hiệu của, uh, về trường chung thì nó cũng chưa thực sự là thuyết phục cho nên là chúng ta sẽ còn các cái nhịp lắc du và đặc biệt là nó sẽ song trùng với cái tọa độ là chỉ số VN Index chúng ta về quanh vùng 115 đến khoảng quanh vùng 1150 nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tiếp theo đó là nhóm ngành thép thì trong tuần vừa qua nhóm thép cũng không gọi là nằm khỏi cái cuồng quay của thị trường chị HPG trong phân tích kỹ thuật thì chúng ta có dự báo là nó chỉnh về khoảng quanh vùng 29.8 để tiếp hồi tuy nhiên anh chị nhìn đây rồi khi vùng 29.8 bị thất bại và đặc biệt là nó thất bại cái điểm rất là mạnh ở đây vùng 29.5 với nó khá là mạnh thì bây giờ chúng ta sẽ dò tìm lại vùng hỗ trợ thuật mục tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 27 .5 đến khoảng vùng 27.7 test tích ly thành công vùng này đảo long vậy là nó sẽ long lại được lên khoảng vùng 28 khoảng quanh vùng 28.5 còn trong trường hợp nếu mà cổ phiếu này bị thất bại hoàn toàn thể đến như vậy chị trong một cái nhìn mà nó sọc thì chúng ta cũng không thể nói chữa được điều gì và trong trường hợp nếu như mà cái này bị thất bại ở vùng 27.5 thì khi đó chúng ta sẽ cần phải à phân tích cái vùng một thấp hơn cổ phiếu Nam tuần thì nó cũng bươn cái cả thuật 26 và nó quay nó chỉnh cung ở vùng 2.5 tại đây và khi vùng 5.5 bị bại thì thôi nó cứ lần lượt nó hạ thôi và đến trong tuần này thì nó về điểm 22 tuy nhiên là cây nến giờ uh, cái chị nhìn thấy nó rất là vô duyên xanh nỗ lực phổi lên vùng 23 nhưng cây nến giờ thúc phiên lại mất vùng 22 cho nên áp lực sẽ tiếp tục được đẩy ở vùng 21.5 khoảng quanh vùng 22. Tại đây thì chúng ta sẽ phân tích khả năng chịu tải của kim. Trong trường hợp bị thành công thì như vậy là chúng ta sẽ dự báo một cái lực phục hồi. Đó. Còn trong trường lại vùng 21.5 thì như vậy rồi. Chúng ta cũng phải uh, dự báo ở uh, những cái vùng cung uh, kỹ thuật thấp hơn. Cố hoa xem trong tuần đấy dự báo test vùng 22, đến vùng 2.8 và với thuật thì nó bắt đầu hạ và hiện tại đã có vùng 19.3 thì hoa sen cũng đang có những cái điểm hồi phục đang khá là tích cực ở đây ở giờ thì như vậy nó xóa và mất cái nỗ lực ở đó nên tuần tới thì ở 99 3 sẽ tiếp tục đánh giá VGS trong tuần cũng duy trì được một cái đà hết sức là cực cánh nó về được target 2 về được target 29 đây tuy nhiên sau đó thì nó quay trở lại test và cái để ý là cái điểm hai này bảy này gãy ở đây và khi cái điểm hai nó gãy thì <laughs> nó có xu hướng lùi lại ở những cái vùng một thuật sâu ở ta sẽ dự báo 23.5 đến khoảng vùng hai tuần tới vgs tiếp tục tích lũy vùng này vẫn là tích lũy thành công hay thất bại này thì chúng ta lại cần phải củng cố thêm ở trong các cái bản tin phụ TLH ở trong tuần đây mất vùng hỗ trợ thuật 8.2 và đã thôi và đến thời điểm hiện tại là vùng 6.8 7 và dự bắt trong tuần uh, à, nó sẽ tích lũy vùng này tích lũy thành công là kịp hồi lên khoảng quanh vùng 74 năm còn trong trường hợp mà thất bại vùng 8 thì đó chúng ta lại phải uh, à, tích cả sâu hơn nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành đầu tư công thì nó cũng như vậy thôi một chung cổ phiếu tốt cổ phiếu xấu cổ phiếu to cổ phiếu bé đó, à, cả nó theo cái nguồn thị trường hết không ít các mã cổ phiếu chống lại cái nguồn quan thị trường là nhá thì với có vùng hỗ trợ ở vùng 24.34.5 ở đây à, nó bị gãy cái vùng 24.3 thế nó thôi và đến thời điểm tại thì chúng ta đang ngắm được điểm hỗ trợ ở đây đó là vùng 20 Tiên là phục hồi và quay trở lại test ở vùng 20 và áp lực của thị và cổ phiếu nó sẽ tiếp đẩy về 19 năm đến khoảng vùng 20. Trong trường hợp test thành công này đảo lo thì đó là một tỷ lạc quan. Tuy nhiên trong trường hợp bị bắt ở 19.5 khả năng nó sẽ hạ độ cao. Còn hạ về đâu Bên tục chúng ta tích. <laughs> đó, à, PLC đây vùng 31 chất bản chất vùng 35 đây hỗ trợ đây hỗ trợ vùng 31 5 với lực mạnh và ở đây thì chúng ta có một cái điểm gọi là line ngay vùng 27 và có khả năng nó cũng giống cái nhịp này thế này và cái nền kết thúc phiên thì nó lại làm giảm và vùng này cho nên ở trong phiên giao dịch thứ hai tuần trường hợp quan là nó có những cây nến luôn và nó bắt ở trên vùng 27 cộng đó là quan trong trường hợp nếu như xuất hiện tiếp những cây nến mà nó đe ở vùng 2 server 8.5 thì gà nó là nhịp mình. bây giờ sẽ phải tiếp tục chỉnh về khoảng quanh vùng 20 cổ phiếu over bắt vùng 24.2 lực số là mạnh ở đây thì chúng ta có một rừng chắc nó sẽ quanh vùng 20 20.5. ở đây thì có một nhịp long hình độc này khả năng tuần tới Ờ, là quay em kéo lại khoảng quanh vùng 20 sau đó thì 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 chu nó sẽ tại đây cứ điểm 20 20 chập đấy cái thành công đảo long thứ thuận thì như vậy là chúng ta sẽ bắt tay một cái nhịp phục hồi của chỉ số về Vegas VCG Epson Epson vùng 15 năm đây cái sọc thì hiện tại nó đang hạ về vùng 3 nhưng mà khẳng thì cái quanh vùng này khó xử Mà nó phải đi về khoảng biên 22.5 tích lũy vùng này Đó, vùng năng chỉnh cung, chỉnh đền tính lũy Đó, cổ phiếu Giật lên xuống và nó bẻ cái xu hướng thì nó chúng ta một Nên bắt anh chị, chứ chúng ta đừng khi phiếu nó đang lao 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 như này cho hạn chế chị nhá Bắt đáy lao Đấy, VLCG này là tạm tạm được rồi này cgm mất bài hạ về khoảng quay 10.4, 10.5 à, hiện tại thì nó đang nó ở vùng mưa nó phục mà nó đã bắt test lại này test lại này khá đẹp Thì uh, như vậy thôi, trong trường hợp là tăng thì nó về đến nó tạo ra, đây cái gì này thì bắt đáy được Đấy Khoảng điểm sâu hơn nó sẽ ở khoảng 10.5 cổ phiếu HH mười 14 chín chỉnh thôi và chúng ta có điểm chân mười điểm bốn đang có điểm lo xuống lo lên nhiên là chúng ta cần thêm cái dữ liệu phiên giao dịch hai đánh giá xem khả năng tích lũy chỉnh nền ở mười bốn như vậy là phân tích nhìn bảo lo một trong trường hợp mười hai chấm và cố hh mười hai là trong trường hợp đó là trường hợp xấu thì như vậy chúng ta là cái điểm của tuần thuật sơn của HRV ở khoảng quanh vùng khoảng mùa. Nhóm M ta sẽ đi phân tiếp theo nó mày bất đầu thì mày này như vậy thôi nó cũng là quay của, của trường ở à, trong tuần vừa qua nhóm mày bất đầu là cư của một dịp Cổ phiếu sẽ mất vùng của thuật thì nó sẽ hạ về ở đây là điểm 7.7 thì mà khi về ngoài đồng thì cái phía sẽ bắt đầu những tín hiệu lạc quan có những cái giờ phục hồi nên là cái nền kết phiên thì hậu, nên được từ vùng 4. tiếp tục test tích lũy test thành công thì chúng ta tìm đảo còn trong trường hợp mà cổ phiếu chỉnh lý trong trường cổ phiếu thấp ở vùng chấm mười à tại vùng 7 đây, với lực tám mạnh thì chúng ta phải tính toán cái điểm hỗ trợ sâu hơn của cái xe nhịp này quay vùng năm đến khoảng mười sáu cổ phiếu gần hai mươi nên chỉ về mặt và sẽ tiếp tẩy lại ở khoảng quay vùng hai mươi ta đến những câu nào một sẽ một nhịp phục hồi là thất bại mười

Đơn, uh, thì nó sẽ lùi về ba lá và hiện thì có một cái nhịp ngừng ở quanh vùng ba điểm hùng thì vụ sáu giữ được có thể quay về vùng ba đấy và phục canh sẽ để ý em cái tín hiệu đường cảm nó sẽ có thời điểm nó sẽ đi ngang và có nó phải bắt đầu uh, tiểu ma tăng lên tín hiệu này chuyển sang thì đó sẽ là điểm mà uh, cắt thầy bắt đầu một hướng là đang trung chiếm. Các vùng 35 năm, hạ về vùng 32, điểm hơn Thế tại vùng 32 thì nó đàn có một đi phôi này. Để đây cũng là điểm tốt của các đoàn tuân tư. Trong thì nó có thể kéo về quanh vùng, vùng 34. Rồi quay trở lại tiếp chắc chắn như vậy anh chị làm và lạc là quan thì nó sẽ test vùng ba hai ba điểm năm hơn test ở vùng 1 một thì đây là những vùng của chính và đảo tiềm năng của phương nhịp uh, là tốt anh là tốt kéo lên được đến năm ba tuy nhiên đến giờ kết thúc phiên này thì nó cũng đã rồi nó cố kéo lên nhưng mà đến thời điểm tại bốn mươi ba khẩu ba thì nó tiếp tục test ở trong thế giới tới thành công thì luôn còn tập thất bại như vậy phương phải quanh ba chín ba anh chị lưu ý cho nên ta bắt đại từ mà bắt chúng ta nhịp ra đến trạm này chúng ta chúng ta đi một pháp ở đây Nó mơ mơ xả ba Sẽ chịu những cái áp tâm Đây là... thì sẽ là Ở tin của bạn Lực thông chính chắc... lại không chịu được cái gì chắc đường đi theo ý là chúng ta ba mươi hai đây là điểm kỹ thuật của nó kỹ thuật thì phải cũng đã là mà tại vùng này có ít rồi lại xuống tới những cái tiếp tục có